Chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Con yêu dấu của cha, hôm nay cha ban tặng con sự bình an, điềm tĩnh, sức mạnh và trí tuệ. Cha đã nghe những lời cầu nguyện của con, cảm nhận được sự chân thành từ trái tim con khi con tìm đến cha. Con đã đến đúng nơi để tìm kiếm sự hướng dẫn. Hãy yên tâm, con được yêu thương sâu đậm như con vốn là. Cha biết con không hoàn hảo, nhưng cha thấy sự hối lỗi chân thành trong trái tim con. Con đang nỗ lực thay đổi bản thân, thái độ, cách nhìn nhận mọi thứ và cách con đối xử với người khác. Cha đã dành riêng cho con một cuộc sống tràn đầy phước lành. Con đã trải qua những thời kỳ khó khăn, nhưng từ nay trở đi, con sẽ không phải chịu đựng nhiều thử thách nữa. Thánh Linh của cha và những lời dạy của cha đang cung cấp cho con trí tuệ phi thường. Con đang học cách đưa ra những quyết định khôn ngoan, tránh xa những kẻ giả vờ làm bạn nhưng thực chất đang cướp đi sự bình an, đức tin và an ninh của con. Từ nay, con sẽ đứng vững trước mọi thử thách. Con đến với cha hôm nay vì con cần cha, và con sẽ ra đi với sức mạnh, gương mặt sáng ngời quyền uy của cha. Đôi mắt con sẽ rạng ngời niềm vui, tinh thần biết ơn và nụ cười tươi tắn của con sẽ mở ra những cánh cửa và phá vỡ những xiềng xích. Cha sắp ban cho con những phước lành dồi dào. Hãy đứng dậy và bắt đầu hành trình của con. Cha sẽ mang những người tốt đến với cuộc đời con, những người sẽ hỗ trợ sự phát triển tinh thần của con và nuôi dưỡng sự hài hòa trong gia đình con. Nhưng hãy tránh xa những kẻ cố gắng chia rẽ con và người thân, gieo rắc sự nghi ngờ và chia rẽ. Đúng vậy, con có đức tin và dù một số người trong gia đình con vẫn còn hoài nghi, họ chưa hoàn toàn mở lòng với cha. Cha dự định sẽ làm việc thông qua con để cho họ thấy tình yêu của cha và mang đến hy vọng. Cha ban cho con sức mạnh và lòng dũng cảm mà con cần để chăm sóc gia đình một cách hiệu quả. Hãy luôn nhớ rằng con cần cha, tìm kiếm cha liên tục và đắm mình trong lời nói và tinh thần của cha. Khi con cảm thấy mệt mỏi, hãy nhớ rằng luôn có hy vọng cho con và gia đình, một lời hứa chắc chắn về sự bảo vệ, tình yêu, hướng dẫn và nhiều phước lành. Gia đình con sẽ được bao bọc trong sự chăm sóc và tình yêu của cha. Bây giờ, con có chấp nhận phước lành kỳ diệu của cha với niềm vui và đức tin không? Cha thấy con thật đáng yêu, đặc biệt là cách con giao tiếp với cha, cách con nhắm mắt khi cầu nguyện. Cha trân trọng những khoảnh khắc trái tim con tràn ngập niềm vui và hạnh phúc thiêng liêng mà cha ban tặng, xoa dịu mọi nỗi đau hay lo lắng sau thời gian chúng cha ở bên nhau. Cha muốn con cảm thấy được yêu thương vô cùng, không phải bước đi trong nỗi buồn hay lo lắng về những rắc rối của mình. Cha yêu con vô cùng và hôm nay con sẽ trải nghiệm tình yêu đó một cách sâu sắc. Cha sẽ cho con thấy điều đó, tuyên bố điều đó bằng những lời quyền năng của cha. Nếu ai đó cố gắng làm phiền con sẽ được lấp đầy ngay lập tức với tình yêu thiêng liêng của cha. Nếu có điều gì làm con buồn, hãy biết rằng vòng chay an ủi của cha luôn bao quanh con, lấy đi nỗi đau và lấp đầy trái tim con bằng niềm vui. Người thân của con sẽ nhận thấy hạnh phúc của con và tự hỏi về nguồn gốc của nó, trong khi những kẻ chống lại con sẽ rút lui, nhận ra sự bất lực của họ trong việc làm con buồn lòng. Một lá chắn thiêng liêng bảo vệ con và các thiên thần luôn đứng gác quanh nhà con, đảm bảo sự an toàn cho gia đình con mọi lúc. Hãy tin tưởng sâu sắc vào tình yêu của cha dành cho con,
đó là tình yêu chân thật chứ không phải ảo tưởng. Nó thật như không khí con hít thở, mạnh mẽ và kỳ diệu hơn bất kỳ phép lạ nào con có thể tìm kiếm. Tình yêu của cha nuôi dưỡng con mang lại sự sống thật sự, món quà quý giá nhất. Lòng biết ơn hàng ngày của con, mỗi sáng thức dậy để cảm ơn cha, đặt cuộc sống và những ngày của con trong sự chăm sóc của cha, thể hiện đức tin sâu sắc của con. Ngay cả khi người khác nghi ngờ hay chế giễu, con vẫn đứng vững tin vào một Chúa toàn năng mà con không thể nhìn thấy, thể hiện niềm tin và lòng sùng kính thật sự. Nhưng con biết rõ rằng cha là thật, luôn dõi theo con, chú ý đến nhu cầu của con. Với đức tin mà con sẽ trỗi dậy, sống, cảm nhận và biết rằng con là con của đấng tạo hóa vũ trụ. Với sự tự tin mạnh mẽ trong mỗi bước con đi, với gương mặt rạng rỡ hạnh phúc, con yêu dấu của cha, lòng biết ơn không lay chuyển của con chạm đến trái tim cha sâu sắc. Ngày mai, cha sẽ chờ đợi để ôm lấy con bằng tình yêu của cha lần nữa, ngay cả trước khi bình minh ló dạng. Cha biết con yêu thương con cái của mình nhiều như thế nào, chúng cũng quý giá với cha. Cha đã khắc tên chúng, khuôn mặt, trái tim, suy nghĩ, mong muốn, lỗi lầm, trận chiến và giấc mơ của chúng vào sách của cha. Cha không bỏ qua những gì chúng có ý nghĩa với con. Cha mong muốn con có sự bình an, ngừng lo lắng về những quyết định mà chúng đã đưa ra. Con có lo lắng về sự lạc lối của chúng không? Đừng lo lắng về những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của con. Hãy giao phó những lo lắng của con cho cha, tập trung vào hành trình của riêng con. Lo lắng quá mức làm kiệt quệ con và cướp đi sự bình an của con. Hãy bảo toàn sức mạnh và đức tin của con, vì cha mong muốn những lời cầu nguyện của con cho chúng. Đã đến lúc con để lại những gì con phải buông bỏ. Những con chim bồ câu đã lớn và phải bay tự do. Hãy thả chúng ra với niềm tin, để chúng tung cánh về tự do, vì miễn là con cầu nguyện cho chúng, áo choàng bảo vệ của cha sẽ luôn che chở chúng. Hãy chấp nhận những gì cha nói và tin tưởng vào ý muốn của cha. Tâm trí con đang gánh nặng với những lo lắng không cần thiết. Khi con nhượng bộ cám dỗ muốn kiểm soát, quyết định cho con cái, mở hay đóng đường đi cho chúng, hãy để những việc đó cho cha. Có một ranh giới mà chúng không nên vượt qua, đó là danh dự của gia đình và ngôi nhà của con, luôn phải được tôn trọng. Nếu chúng sai lầm, im lặng không phải là đồng minh của con. Cha sẽ ban cho con sức mạnh, sự bình an và trí tuệ cần thiết để đối mặt, nhưng đừng để sự giận dữ dẫn dắt lời nói của con. Hãy chú ý đến lời nói của con, vì lời nói và hành động có thể gây tổn thương hoặc chữa lành. Cha đã đối xử với con bằng lòng tốt, ban cho con tình yêu và sự cứu rỗi. Bây giờ, hãy hướng sự chú ý đến con cái yêu quý của con. Tin tưởng cha, chúng có thể vấp ngã và nước mắt có thể rơi, nhưng sự cứu rỗi mà con đã nhận sẽ đến với chúng vào thời điểm thích hợp. Chúng sẽ đối mặt với những giới hạn mà cha đã đặt ra. Sự hối lỗi chân thành sẽ đến với chúng, và chúng sẽ trở về nhà với những phước lành mang lại niềm vui và làm phong phú gia đình con, ban tặng con thêm nhiều năm hạnh phúc. Với đôi tay rộng mở và ân sủng, con sẽ đón nhận chúng trở lại, ban cho chúng một cơ hội khác. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho con cái của con và sớm thôi con sẽ cảm nhận được sự bình an của cha bao quanh con. Hãy biết rằng con cái của con đang yên bình trong sự chăm sóc của cha, một phước lành cho gia đình con. Thời khắc chữa lành đã đến để xuất hiện trong sự hiện diện của cha và đặt trước cha mọi bất hòa, mọi thiếu thốn của sự tha thứ. Đã đến lúc gạt bỏ những khác biệt và ôm lấy sự hòa giải tuyệt đẹp. Nếu con chấp nhận phước lành này, hãy để cha sử dụng con, ban cho con trí tuệ dồi dào để củng cố nhân cách của con, để con quen thuộc với lời của cha và hướng dẫn những người thân yêu trong gia đình con chưa theo cha. Dù một số người xung quanh con chưa bị thuyết phục, họ sẽ bắt đầu thay đổi suy nghĩ khi thấy tình yêu của cha đã biến đổi con như thế nào. Đừng sợ, con sẽ không bị xấu hổ. Nếu ai đó chế giễu hay cố làm phiền con, hãy bình tĩnh vì cha sẽ khiến họ thấy con là một hình mẫu, luôn sẵn sàng để đưa ra những lời khuyến khích và những lời cầu nguyện đầy yêu thương.
tránh bất kỳ sự chỉ trích hay phán xét nào. Nếu họ mắc lỗi hoặc chọn những con đường khác biệt, hãy nhớ rằng con không có quyền phán xét họ. Cha không gửi con để trừng phạt họ. Cha yêu cầu con yêu thương họ như cha đã yêu con. Con đã mắc nhiều sai lầm, nhưng cha chưa bao giờ quay lưng lại với con. Thay vào đó, cha luôn kiên nhẫn, tha thứ cho con hết lần này đến lần khác vì đó là bản chất của cha. Lòng trung thành của cha không lay chuyển, sự tha thứ của cha là vô tận. Nhưng con biết rằng những lựa chọn sai lầm có hậu quả có thể gây đau đớn. Vì vậy, hãy khôn ngoan, biết ơn cuộc sống và sự tha thứ mà cha đã ban cho con qua ân sủng và tình yêu của cha. Hãy nhớ sự kiên nhẫn mà cha đã thể hiện với con, vì cha chưa bao giờ trừng phạt con khắc nghiệt như những sai lầm của con có thể đáng phải nhận. Mỗi buổi sáng, hãy để cha lấp đầy con với sự kiên nhẫn và ban cho con trí tuệ cần thiết để vươn lên đến một nơi mà cả gia đình con đều ngước nhìn con với tình yêu và sự tôn trọng. Con sẽ dẫn dắt họ trên con đường chính trực và sớm họ sẽ tất cả nhận biết cha vì con đã chia sẻ thông điệp của cha với lòng tốt và thể hiện tình yêu của cha trong cách sống của con. Hãy chuẩn bị cho một thời kỳ hạnh phúc và phước lành khi cả gia đình con sẽ nhận ra cha là Chúa và đấng tạo hóa của họ. Cha có điều quan trọng muốn nói với con. Hãy lắng nghe cẩn thận và tập trung. Những lời này là vì lợi ích của con. Cha yêu con vô cùng và muốn tắm gội con trong tình yêu, mang lại bình an cho con trong những thời kỳ khó khăn, hướng dẫn con, ban phước cho con và thể hiện tình yêu sâu đậm. Nhưng vì con giữ một vị trí đặc biệt trong lòng cha, cha cần nói với con về việc chữa lành bên trong con. Cha muốn con biết về những hành động cha sẽ thực hiện. Không có gì mà cha không thể làm trong thời gian tuyệt vời này khi con đang tìm hiểu và tin rằng lời cha là sự thật và sẽ luôn trở thành hiện thực. Cha đã nhận thấy một điều quan trọng cần sự chú ý của con, không phải để gây lo lắng hay khuyến khích con ngừng lại. Cũng không phải để con tuyên bố rằng con không sẵn lòng kiên trì, mà vì nếu con lắng nghe cha và tuân theo, phước lành sẽ nhân lên. Hãy nhận và đón nhận những lời này mà cha trao cho con. Nếu con muốn cánh cửa và cửa sổ của thiên đàng mở ra với con, giúp con tiếp cận với cõi thần linh và siêu nhiên, con cần từ bỏ mọi sự cay đắng và những suy nghĩ tiêu cực. Đức tin của con mang lại niềm vui cho cha. Nhưng đừng để những lời phàn nàn làm ô nhiễm niềm tin chân chính của con. Tránh nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực hay suy nghĩ hoài nghi vì chúng có thể lớn lên và làm mất đi sự sôi động của đức tin con. Hãy ngừng phàn nàn và tránh xa những người bạn mang đến sự hoang mang, nghi ngờ và tiêu cực. Hãy tìm kiếm những người bạn khôn ngoan. Hôm nay, hãy lựa chọn tin tưởng vào cha hoặc từ bỏ những thay đổi tốt đẹp và phước lành sắp đến. Nếu con từ bỏ phàn nàn, giữ vững đức tin, đón nhận hy vọng và tránh xa tiêu cực, những điều tuyệt vời sẽ xảy ra, phước lành, sự dồi dào, tự do, chữa lành, bình an trong gia đình, niềm vui trong tinh thần và trái tim tràn đầy hân hoan. Những món quà này sẽ đến với con vì con đã chọn tin tưởng vào cha. Cha trân trọng con sâu sắc, hãy giữ cha gần bên. Trao cho cha những lo lắng và phàn nàn của con. Đừng cố gắng tự mình làm mọi thứ. Hãy để cha ban phước và cho con thấy tình yêu to lớn của cha dành cho con. Hãy khẳng định niềm tin của con vào cha. Cha sẽ loại bỏ những rào cản trên con đường của con và mở lối đi đến tương lai tươi sáng. Cha sẽ phá vỡ mọi xiềng xích độc ác làm chay con chảy máu và nâng đỡ sức nặng đang làm đắm con tàu của con. Trong thời gian dài, những cơn gió ngược chiều đã tấn công cánh buồm của con, lái con vào mắt bão, đe dọa nhấn chìm con vào vực thẳm của nỗi buồn và tuyệt vọng, làm con bị thương sâu sắc. Hôm nay, cha mang lại tự do cho con. Cha sẽ thổi hơi thở thiêng liêng vào cơn bão ác độc đó, đám mây sợ hãi và lo âu đang tràn biến. Những lời quyền năng của cha đang bắt đầu tạo ra những phép lạ thực sự trong cuộc sống của con. Những thay đổi con mong muốn và những đột phá con cầu nguyện đang đến gần. Nhưng hãy chú ý, con không còn thời gian để lãng phí nữa. Con không được quên những gì cha chia sẻ với con hôm nay.
Điều quan trọng là không được lơ là ân sủng và lòng thương xót cha đã ban cho con. Hãy nuôi dưỡng tâm hồn con bằng những lời động viên, để trái tim con cảm nhận sự ngọt ngào của sự hướng dẫn từ thiên đàng. Hãy lắng nghe cẩn thận sự hướng dẫn mà cha đang cung cấp. Năm nay là để con thực hành tất cả những lời dạy tốt mà con đã tiếp thu. Cha sẽ nhắc nhở con điều này mỗi sáng khi con thức dậy. Con sẽ hướng về cha, lắng nghe bằng trái trong. Cha mong muốn ban cho con những điều ước trong trái tim con. Nếu trong năm nay con tìm kiếm những phép lạ siêu nhiên, con biết phải làm gì? Hãy dâng trái tim của con cho cha, hành động chính trực, từ bỏ quyền kiểm soát cuộc sống của con cho cha và chú ý đến sự hướng dẫn của cha. Cha đã báo hiệu những thay đổi mạnh mẽ sắp xảy ra. Thực hiện lời hứa mà cha đã trao cho con. Con sẽ được giải thoát khỏi nợ nần, được cung cấp công việc và được củng cố. Con cần đứng dậy từ nơi con đang ở và đối mặt với những nhiệm vụ mà cha đã giao cho con mà không phàn nàn hay lùi bước. Trong sự siêng năng của con, phước lành đang chờ đợi. Chính đức tin của con sẽ mở ra cánh cửa cho con. Rào cản lớn đã nằm trên con đường của con không còn nữa. Đừng sợ, hãy tiến lên với lòng can đảm và sự bảo đảm rằng cha luôn ở bên con, dẫn dắt và tiếp thêm năng lượng cho con. Cuối thông điệp khích lệ này, cha sẽ chia sẻ điều tuyệt vời mang lại niềm vui cho con. Những điều kỳ diệu đang trên đà đến. Những phước lành sắp đến với con là chưa từng có. Nhưng trước đó, cha muốn bày tỏ tình yêu sâu sắc của cha dành cho con. Cha đã nghe thấy những tiếng khóc của con trong những thời khắc buồn bã và đã mang lại sự an ủi cho trái tim con. Cha đã ban cho con sự bình an từ trên cao và vào ngày hôm sau, con cảm thấy hồi sinh với sự hiểu biết rõ ràng hơn về mục đích tuyệt vời và tương lai đầy hứa hẹn của con. Cha cảm kích con sâu sắc khi thấy con đã học cách tránh được những cạm bẫy của kẻ thù. Điều đó mang lại niềm vui lớn cho cha. Biết rằng con là đứa con yêu dấu của cha là điều tuyệt vời. Những phước lành dồi dào đang chờ đợi và cha sẽ ban chúng vào thời điểm hoàn hảo theo ý muốn của cha. Một niềm hạnh phúc như vậy nên thúc đẩy chúng cha. Nhưng trong một số lĩnh vực, con vẫn cần trưởng thành và áp dụng sự khôn ngoan mà con đang nhận được. Hãy nhớ rằng, một số điều có giá trị khi đến đột ngột và dễ dàng có thể không phải là một phước lành cho cuộc sống của con. Trước khi nhận được những gì cha sắp trao cho con phải hiểu được mục đích của nó và những gì con phải làm để phước lành nhân lên. Cũng như những người gieo hạt phải chờ đợi thời gian, mưa, nắng và các mùa, con cũng phải kiên nhẫn khẳng định kế hoạch và ý định của mình. Hãy chuẩn bị cho những phước lành mới đang trên đường đến với con, chào đón chúng với sự bình tĩnh vì chúng sẽ đến vào thời điểm mà cha đã định. Chúng sẽ không làm con ngạc nhiên, hãy sẵn sàng đón nhận chiến thắng đang đến gần. Trong phần đầu thông điệp này, cha đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của cha đối với con, tiết lộ một sự thật đã được chia sẻ từ buổi bình minh của thời gian. Ít ai tìm cách hiểu nó, trong khi những người khác bỏ qua nó vì việc thừa nhận và nhận lấy nó có nghĩa là phải quy phục cha, Chúa toàn năng, thánh thiện và luôn hiện diện. Cha muốn con biết rằng tình yêu của cha dành cho con là vô cùng và mong muốn sâu sắc nhất của cha là ban phước cho con. Hãy cùng nhau bắt đầu ngày mới với cha, hạ mình, lắng nghe giọng nói của cha trong sự tĩnh lặng buổi sáng và để niềm vui tràn ngập trái tim con. Tránh phàn nàn, nuôi dưỡng tâm hồn con bằng những lời hướng dẫn khôn ngoan của cha, đắm mình trong kinh thánh của cha và trân trọng nó trong con người của con. Yêu thương và tôn trọng bản thân như cha trân trọng con. Mở rộng sự kiên nhẫn mà cha đã thể hiện với con đến gia đình và tất cả mọi người xung quanh con. Hãy hành động, những điều kỳ diệu mà con mong đợi đang đến gần. Cha đang nhắn gửi đến con yêu dấu của cha, người tìm kiếm sự hiện diện của cha mỗi bình minh, người dành những khoảnh khắc để giao tiếp với cha trong đức tin, chờ đợi phản hồi của cha. Đừng nản lòng hay từ bỏ hy vọng, con kiên trì ngày này qua ngày khác. Thể hiện một đức tin quý giá, tuyệt vời và vô cùng mạnh mẽ. Cha muốn lấp đầy trái tim con bằng tình yêu và chữa lành những tổn thương từ quá khứ, để con luôn cảm nhận được tình yêu sâu đậm từ cha.
hãy tưởng tượng đi ngủ với niềm hạnh phúc và thức dậy mỗi ngày với đức tin vững chắc rằng hôm nay sẽ tốt đẹp hơn hôm qua. Hãy hình dung cánh chay của cha ôm lấy con, chay cha đặt trên đầu con, ban phước cho những suy nghĩ của con và hướng dẫn con. Cha sẽ tắm cho con những phước lành tuyệt vời và những bất ngờ. Nhưng cha cần con mạnh mẽ và tiếp tục đến với cha mỗi ngày. Con không cần nói gì cả, chỉ cần nhắm mắt và cảm nhận tình yêu của cha bao quanh con. Hãy đón nhận những lời an ủi này và để cảm giác mạnh mẽ này lấp đầy con. Cha muốn con có bình an, để những thời gian khó khăn kết thúc và con cùng gia đình bắt đầu một chương mới của sự thịnh vượng. Cha biết có những lúc con cảm thấy nhỏ bé hoặc không quan trọng, đặc biệt khi nhìn thấy người khác khoe khoang sự giàu có của họ. Nhưng hãy nhớ rằng con sở hữu một điều vô cùng quý giá, con có một mối quan hệ cá nhân với cha, đã chào đón cha vào trái tim con. Con nhạy cảm với các vấn đề tâm linh theo cách mà nhiều người khác không có. Cha luôn ở đây để lắng nghe mọi lời con nói. Cha sẽ mở ra những cơ hội cho con, những cơ hội mà người khác không thể tiếp cận, và hướng dẫn con trên con đường tốt nhất. Đừng ghen tị hay tham muốn những gì người khác có hoặc cách họ làm mọi thứ. Những thứ đó có thể trông hấp dẫn ban đầu, nhưng cuối cùng chúng sẽ dẫn đến sự hủy diệt. Hãy tự hào đi bộ, biết rằng con không cần chứng minh điều gì với ai để trở nên quan trọng trong mắt cha. Đừng sợ gì cả, con đã quen thuộc với những lời dạy của cha. Cửa của cha luôn mở cho con luôn được chào đón ở đây. Đây là nơi trú ẩn của con, nơi con được lắng nghe với sự kiên nhẫn và quan tâm. Con sẽ không tìm thấy tình yêu tinh khiết và sâu đậm như vậy ở bất kỳ nơi nào khác. Con yêu dấu, cha dành tình yêu vô bờ bến cho con. Cha là ánh sáng muốn làm sáng tỏ cuộc sống của con hôm nay, xua tan mọi bóng tối đang ẩn náu trong trái tim, ngôi nhà hay giữa những người thân yêu của con. Mỗi ngày, điều quan trọng là con tìm đến cha, đón nhận tình yêu của cha và làm theo những gì cha muốn cho con. Khi con nghe những lời của cha, hãy để chúng thấm sâu vào con và trân trọng chúng. Đừng bỏ qua hay quên những gì cha đã nói với con. Hãy giữ Kinh Thánh gần bên, có thể là ngay bên cạnh giường của con. Thức dậy mỗi sáng háo hức để kết nối với cha, đọc nó với đức tin thật sự và sự háo hức để học hỏi. Những lời hứa con khám phá hôm nay sẽ mang lại sức mạnh cho con. Cha sẽ lấp đầy con với sức mạnh đến mức con sẽ không cảm thấy tuyệt vọng khi thức dậy. Nếu con thấy những lời của cha khó hiểu, hãy dành thời gian để hiểu rõ hơn về cha. Hãy đến gần cha vào sáng sớm và con sẽ trải nghiệm tình yêu bao trùm của cha. Hãy mang cảm giác nâng cao này suốt cả ngày. Con không cần phải bị gánh nặng bởi lo âu hay buồn bã, cũng không bị chi phối bởi cảm xúc của mình. Hãy ngừng chào đón buổi sáng của con với nỗi sợ hãi. Cha khao khát một mối quan hệ sâu sắc hơn với con, để con tin tưởng vào cha trong mọi tình huống. Hãy trao những lo lắng của con cho cha. Cha ở đây để giải phóng con. Hãy nhìn về phía trước với sự lạc quan và đức tin vào cha. Cha đang gửi đến con một luồng khích lệ và tự tin thiêng liêng. Hãy để lo lắng làm rối loạn ngôi nhà của con tan biến. Con sẽ không còn bị áp lực tài chính hay bị nản lòng nữa. Hãy để gia đình con trở thành một nơi của tình yêu và bình an, không phải xung đột. Hãy đón nhận sự hiểu biết và tha thứ lẫn nhau. Cha là người hướng dẫn, sự thật và nguồn sống của con. Cha muốn con và gia đình con được bao bọc trong sự chăm sóc và bảo vệ của cha suốt cả năm. Ngôi nhà của con được giải thoát khỏi lời nguyền. Sự hy sinh của cha đã thanh tẩy con khỏi mọi tội lỗi và xiềng xích. Cái ác và những lời nguyền rủa không có quyền kiểm soát con. Bằng cách trao trái tim của con cho cha, con và gia đình con được bảo vệ và giữ gìn. Đừng tin tưởng những ai không yêu thương hay tin tưởng vào cha. Hãy đắm mình trong dòng sông của quyền năng, tình yêu, tự do và sự biến đổi siêu nhiên. Ánh sáng thiêng liêng của cha chiếu sáng ngôi nhà và gia đình con. Hãy có đức tin và tin tưởng rằng những phước lành tuyệt vời đang đến với cuộc sống của con. Hãy nhớ lại những lúc cha đã cứu con khỏi nhiều rắc rối, những phép lạ cha đã thực hiện để làm rõ thực tế của quyền năng của cha. Hãy viết nó ra ngay bây giờ.
hãy làm điều đó với đức tin. Hôm nay, con sẽ chứng kiến tất cả những gì cha có thể làm trong cuộc sống của con. Phước lành của con đang ở trong tay cha, giải pháp cuối cùng cho mọi vấn đề của con. Hãy đến và nhận lấy nó, con còn chờ đợi gì nữa? Con biết tình yêu của cha dành cho con, đó là một cảm giác không đổi sâu bên trong ngay cả khi con cảm thấy xa cách. Đừng nghe những nghi ngờ nói rằng con đã thất bại hay cha không quan tâm đến con. Điều đó không đúng. Vẫn có một ánh sáng trong trái tim con, một khao khát mạnh mẽ để quay trở lại nơi này đang háo hức chờ đợi con. Đừng sợ, hãy đến với cha. Cha hiểu rằng con đang bị choáng ngợp, không chắc chắn về bước tiếp theo. Con nghĩ rằng con đã có đức tin, nhưng rồi phải đối mặt với những thất vọng, đặc biệt là từ những người con tin tưởng, những người dường như đã bỏ rơi con. Con có thể đã cảm thấy bị bỏ rơi, nghĩ rằng cha không đáp lại khi con cần cha. Nhưng hãy nhớ rằng cha luôn đúng thời gian, cha không bao giờ bỏ rơi con. Cha đã theo dõi con, đáp ứng nhu cầu của con ngay cả khi con nghi ngờ. Những lời của cha nhằm an ủi, nhưng con đã do dự chấp nhận chúng, đấu tranh với ý tưởng rằng Chúa toàn năng của con sẽ nói trực tiếp với con. Đừng quay lưng, con thực sự được yêu thương ở đây. Đây là nơi trú ẩn của con, một nơi của sự bình an và an toàn, nơi con có thể tìm thấy sự nghỉ ngơi và giấc ngủ sâu. Hãy để cha hướng dẫn con vào một trải nghiệm đặc biệt tối nay. Trong giấc mơ của con sẽ thấy mình bên một con sông, nước trong và sáng. Và ở đó, cha sẽ ở bên con. Cha sẽ vươn chay và khi con đi trên mặt nước bằng chân trần, mọi đau đớn, giận dữ và lo lắng sẽ tan biến. Vào buổi sáng khi con thức dậy, con sẽ cảm thấy được biến đổi, tràn đầy sức mạnh mới, như thể mọi gánh nặng đã được dỡ bỏ khỏi vai con. Sự thay đổi tươi mới này là một món quà dành cho những ai chọn tin lại, thừa nhận lỗi lầm của mình và phục hồi đức tin. Không cần tìm kiếm lời an ủi ở nơi khác, cha ở đây với con. Hãy đón nhận lời cha, để nó nuôi dưỡng tâm hồn con và chứng kiến Thánh Linh của cha làm mới con. Cha là bản chất của cuộc sống con và nguồn của những phước lành thực sự, mang lại sự bình an và câu trả lời mà trái tim con tìm kiếm. Hãy nói với cha rằng con tin, hãy viết và nói điều đó với tất cả đức tin của con. Những gì con đã mất, con sẽ lấy lại. Cha là Chúa, người nâng đỡ và phục hồi. Cha sẽ trả lại những gì đã bị lấy đi từ con vì con đã tìm kiếm cha một cách chân thành và khiêm nhường. Cha đã thấy trái tim con đau khổ vào những lúc tưởng chừng như cuộc sống đã kết thúc, nhưng sớm thôi con sẽ hiểu cha yêu con đến nhường nào. Tương lai của con luôn nằm trong tay cha và cha có quyền thay đổi tất cả những tình huống chống lại con. Đã có lúc con cảm thấy cô đơn và mất đi ý chí sống, nhưng cha đang thay đổi tất cả cho con. Cha đã đến gần con để thể hiện tình yêu này. Cha muốn ban phước lớn lao cho con và biến đổi những điều người khác dự định gây hại cho con thành cơ hội để nâng con lên, củng cố và làm cho con thịnh vượng. Hãy can đảm và đặt mục tiêu lớn lao, mạnh dạn lập kế hoạch cho những việc vĩ đại. Khi cha ở bên con có thể đạt được những thành tựu to lớn nếu con tin tưởng hoàn toàn rằng cha đang ở trong con. Hãy bắt đầu suy nghĩ như cha, không có giới hạn, không có trở ngại hay kẻ thù nào có thể ngăn cản sức mạnh của cha. Hãy loại bỏ những suy nghĩ về thất bại, đừng để sự nản lòng hoặc thất bại làm chủ tâm trí con. Con có thể đang để những người bi quan ảnh hưởng, khiến con bất an như một con tàu bị sóng biển xô đẩy. Cha sẽ khôi phục tất cả những gì con đã mất, nhưng con cần trân trọng tình yêu của cha và những ý định cha dành cho con. Khi cha nói điều gì đó, hãy chấp nhận nó là sự thật. Khi điều đó được viết trong Kinh Thánh của cha, hãy lắng nghe và làm theo. Đừng bỏ qua lời khuyên của cha. Tránh việc đắm chìm vào những khía cạnh tiêu cực của trải nghiệm. Hãy dành thời gian để trò chuyện với cha mỗi sáng, dừng lại vài phút trong ngày để có một cuộc nói chuyện nhỏ với cha. Khi con chuẩn bị kết thúc một ngày, hãy quỳ gối và ôn lại ngày hôm đó với cha. Thảo luận về những trở ngại con gặp phải và cha sẽ ban cho con sức mạnh thần thánh. Con sẽ chứng kiến những sự kiện kỳ diệu biến đổi cuộc sống của con.
hãy hiểu rằng cha là một Chúa và cha tận tâm và biết điều này. Cha tìm kiếm sự cống hiến và trung thành hoàn toàn của con. Hãy để lời nói của con đầy phước lành và khích lệ. Sự thật rất đơn giản, cha yêu thương con và điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Giờ hãy khẳng định tình yêu của con dành cho cha một lần nữa. Đừng bỏ qua thông điệp này hoặc đóng trang này một cách sớm. Hãy dành một khoảnh khắc trong ngày của con để kết nối với cha bằng cả trái tim. Lắng nghe cẩn thận đến cuối, đừng để bất cứ điều gì làm phân tâm con. Hãy lắng nghe, để lời của cha được khắc sâu vào trái tim con. Khi con đã hoàn toàn đón nhận thông điệp này, một sự bình yên sâu sắc sẽ bao trùm con. Vì vậy hãy lắng nghe với sự chú tâm. Lời cha mang lại phương hướng và sự thông sáng. Hãy tìm kiếm cha với tất cả trái tim con và giao tiếp với Kinh Thánh mỗi ngày. Hãy đọc nó một cách háo hức, học hỏi một cách chân thành. Với mỗi trang con sẽ cảm nhận và nhận ra giọng nói của cha trong con, chờ đợi phản hồi của con. Con đã cầu nguyện không ngừng, đối mặt với nhiều thử thách với sự kiên nhẫn, và như đất sét trong tay người thợ gốm, cha đang nhào nặn con, ngay cả khi con không cảm thấy hay nhìn thấy nó. Cha đang làm việc trong con, làm dịu đi những nỗi sợ hãi của con và tinh chỉnh tính cách cũng như cách nhìn nhận cuộc sống của con. Thay đổi đang diễn ra. Sau khi chịu đựng nhiều đêm nước mắt và chờ đợi kiên nhẫn, khi phước lành của cha đến và câu trả lời của cha ở ngay ngưỡng cửa nhà con sẽ thấy con đã thay đổi như thế nào. Cha biết những khó khăn con đã đối mặt và thời gian cho sự bình an và niềm vui của con đã gần kề. Khi đó, con sẽ sẵn sàng đón nhận cha vào ngôi nhà của mình. Cha sẽ chạm vào trái tim của những người thân yêu của con, ngay cả những người dường như xa cách, mang lại sự biến đổi. Hôm nay, hãy chú ý đến những thay đổi xung quanh con. Hãy nhìn thấy những hạt giống tình yêu mà con đã gieo bắt đầu nảy mầm. Một thời gian của niềm vui đang đến gần và những ngày buồn bã và khó khăn sẽ dần phai mờ trong ký ức. Những ngày con phải đấu tranh với tuyệt vọng và biến động cảm xúc đã kết thúc. Cha đã hứa cho con một tương lai thịnh vượng và cha đang thực hiện nó. Hãy đắm mình vào những lời dạy của cha, ái lập niềm tin và xây dựng sức mạnh của con. Đừng ngần ngại mơ lớn và lập kế hoạch táo bạo. Đây là lúc của con để bắt đầu lại, mặc dù có những trở ngại trong quá khứ. Hãy hoàn toàn tin tưởng vào cha lần này. Đức tin và sự cống hiến của con sẽ dẫn đến thành công chưa từng có. Vì vậy, hãy tiếp cận cha hôm nay. Cha ở đây, sẵn sàng với vòng tay rộng mở để lắng nghe những lời cầu nguyện của con và mở khóa kho báu thiên đàng cho con, làm cho con đường đến thành công của con rõ ràng. Cha sẽ tiết lộ phước lành lớn lao đó, nhưng hãy lắng nghe lời cha đến cuối cùng. Đừng để sự nghi ngờ ngăn cản cha. Sự kiên trì của con rất đáng chú ý và nó không phải là vô ích. Phần thưởng cho đức tin và sự chịu đựng kiên cường của con đang đến gần. Cha hoàn toàn hiểu hành trình của con và những ý định thực sự của trái tim con. Con không theo đuổi những kho báu tạm bợ, danh tiếng hay sự công nhận. Cuộc chiến của con là thật, con chỉ muốn đủ để chăm sóc gia đình, thoát khỏi nợ nần và giúp đỡ những người con yêu thương. Cha ở đây để ban phước cho con, đó là ý định của cha. Cha sẽ mở khóa thiên đàng và tắm cho con những phước lành thật sự, cho đến khi con tràn đầy những nguồn tài nguyên cần thiết, giải phóng khỏi gánh nặng và sống trong hòa bình. Nếu con tin tưởng cha, hãy hành động, đứng lên với quyết tâm và tiếp tục làm việc, nghỉ ngơi khi cần nhưng hãy đứng dậy vào ngày hôm sau, tiến về phía trước một cách dũng cảm và năng động, tiếp tục không phàn nàn hay buồn bã, với sức sống và niềm hạnh phúc ngay cả khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi hoặc khi người khác cố gắng làm rối loạn sự bình yên của con. Hãy kiên trì trong nỗ lực của mình ngay cả trong những ngày khó khăn. Đối mặt với kẻ thù của con bằng sự dũng cảm, tặng họ một nụ cười. Nếu họ khát, hãy cho họ nước uống. Nếu họ cần giúp đỡ, hãy trợ giúp họ nhưng hãy cẩn trọng. Hãy khôn ngoan, đừng để lộ điểm yếu của mình và đừng trao cho họ phương tiện để phản bội và làm hại con. Hãy thể hiện tình yêu nhưng cũng kiên định trong các nguyên tắc và tất cả những gì con đã học được từ cha. Tránh xa những người làm điều sai trái.
giữ cho ý định của con được bí mật, đừng lắng nghe hay lan truyền những tin đồn về bất kỳ ai. Những kẻ thù này sẽ trở nên thất vọng khi thấy họ không thể làm lệch hướng con khỏi con đường của mình. Hành trình của chúng ta cùng nhau chưa kết thúc. Hãy tiếp tục tiến về phía trước với đức tin, dũng cảm và quyết tâm cho đến khi cha nói rằng đã đến lúc. Khi đó con sẽ hiểu nhiều điều, con sẽ thấy mình đứng trước một cánh cửa lớn, phía sau đó là những phước lành tuyệt vời. Hãy khẳng định niềm tin của con vào cha và cam kết tìm kiếm cha mỗi ngày. Bắt đầu kế hoạch này ngay bây giờ. Con yêu dấu, con là người dũng cảm. Hãy tiến lên với đức tin vì chiến thắng là của con. Amen. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.